chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh của Nguyễn Đức Laptop. Giờ này thì chắc hẳn nhiều bạn sĩ tử 2K5 đã tự tính xương xương được điểm cho mình dựa trên đáp án của bộ rồi đúng không nào? Vậy đây sẽ là thời điểm thích hợp để cho các bạn có những bước chuẩn bị cho 4 năm học đại học tiếp theo của mình. Và hôm nay thì Phương Ly sẽ đem đến một chiếc laptop mà các bạn sĩ tử 2K5 có thể cân nhắc và để vào giỏ hàng của mình nếu như thấy phù hợp nhé. Và đó chính là Dell Inspiron 5420, một chiếc laptop cực chất cho sinh viên. Nói về thiết kế thì cũng giống như rất nhiều chiếc máy khác trong dòng Inspiron thì chiếc máy này đem lại một cảm giác là thanh lịch và đẹp đẽ ngay từ lần đầu nhìn thấy. Ngoài ra thì với khối lượng chỉ với 1.55kg này, độ dày 18.37mm này thì tôi nghĩ rằng nó là một chiếc laptop rất phù hợp cho dân văn phòng và sinh viên. Cũng như là với trải nghiệm thực tế của tôi ấy, thì tôi thấy rằng là chiếc máy này rất là mỏng nhẹ, có tính di động cao. Chúng ta có thể bỏ nó vào ba lô, vào túi sách và mang đi mọi lúc mọi nơi rất là thuận tiện và dễ dàng. Đặc biệt thì cái vỏ ngoài của chiếc laptop 5420 này thì được làm bằng kim loại và cái vẻ hoàn thiện bề ngoài của nó cũng như là màu sắc thì làm cho nó trở nên càng đẹp mắt và thanh lịch hơn rất là nhiều. Nói tiếp về màn hình thì chiếc máy này được trang bị màn hình có kích thước 14 inch với độ phân giải 2K cũng như là 100% sRGB, đem đến một cái khả năng hiển thị nội dung rất là rõ nét và chi tiết. Điều này thì rất là phù hợp cho những cái anh em nào mà đang có dự định học về các ngành như là marketing hoặc là thiết kế đồ họa nhá. Ngoài ra thì màu sắc tái hiện đẹp cũng như là độ sáng lên đến 250 nits khá là phù hợp cho chúng ta làm việc trong môi trường ở trong nhà này. Và đặc biệt là để thuận lợi hơn cho người sử dụng thì máy cũng đã trang bị thêm một tính năng là anti-glare để chống chói khi mà chúng ta đem máy ra bên ngoài trời nơi mà có những cái ánh sáng nó khá mạnh để làm việc thì cũng sẽ không bị chói mắt, đặc biệt là làm giảm cái độc hại của ánh sáng xanh đến mắt của chúng ta. Bên cạnh đó thì kết hợp với tính năng Wide View Angle và tỷ lệ màn hình 16:10 đem đến cho chúng ta một cái góc nhìn cực kỳ rộng, và đặc biệt là khi mà bạn nhìn ở mọi vị trí đến trước màn hình này thì cũng không lo ngại là hình ảnh của nó bị biến dạng nhé. Thử tưởng tượng là bạn có thể đứng này, ngồi, nằm, xem phim và nhìn vào chiếc màn hình của laptop này ấy, thì nó vẫn không bị biến dạng và chất lượng hình ảnh không thay đổi luôn. Tiếp đến là về mặt cấu hình thì chiếc Dell Inspiron 5420 được đánh giá là có một bảng thông số về cấu hình khá tốt trong phân khúc giá này đấy mọi người ạ. Với cái bộ vi xử lý Core i5-1240P thuộc thế hệ CPU thứ 12 cực kỳ mạnh mẽ thì giúp cho em laptop này có cái khả năng vận hành mượt mà đối với các tác vụ mà yêu cầu cái hiệu năng cực kỳ cao. Ngoài ra thì card đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics sẽ cho chúng ta có thể chiến lược một số những cái tựa game eSports phổ biến hoặc là xử lý được một số những cái thao tác ở đồ họa rất là cơ bản. Với 16GB RAM thì máy có thể giúp cho chúng ta xử lý đa nhiệm cũng như là chuyển đổi giữa các tab rất là mượt mà. Thử tưởng tượng nha, các bạn 2K5 sắp tới sẽ phải dò điểm đúng không? Thì các bạn vừa có thể mở một tab để xem phim này, rồi đợi đến đúng 00:00 rồi chuyển ngay tab sang để xem điểm dò điểm của mình mà vẫn rất là nhanh nhạy và ok la luôn. Ngoài ra thì ổ cứng SSD có dung lượng lên đến 512GB cho chúng ta một cái khoảng không gian lớn để lưu trữ và hỗ trợ cho chúng ta là có thể khởi động này, vận hành máy này, vận hành ứng dụng một cách rất là mượt mà. Nghe thì có vẻ cũng chẳng có cái lợi ích gì lắm đâu. Thế nhưng mà trong những cái lúc chúng ta vội vàng, mọi người nghĩ mà xem, tuy nhiên máy của chúng ta khởi động một cách mượt mà và nhanh nhạy hơn thì nó cũng là một điểm cộng rất là lớn đúng không nào? Và với cái dung lượng RAM và dung lượng ổ cứng SSD như thế này thì chúng ta cũng không cần phải tốn tiền để nâng cấp thêm nữa đâu mọi người ạ. Bên cạnh đó thì Dell Inspiron 5420 cũng trang bị cho chúng ta một chiếc bàn phím tiêu chuẩn. Tức là hành trình phím sâu và khoảng cách giữa các phím hợp lý để cho chúng ta có trải nghiệm gõ phím cực kỳ tốt. Và đèn nền LED thì cũng đã hỗ trợ chúng ta làm việc trong những cái thời gian mà chúng ta phải làm việc trong điều kiện ánh sáng kém, nên là mọi người đặc biệt lưu ý nhá. Bên cạnh đó thì touchpad cũng được phủ kính giúp cho cái khả năng di chuyển tay của chúng ta di chuyển ấy, sẽ mượt mà hơn. Tuy nhiên thì theo tôi, nếu như mà anh em chiến các tựa game eSports này hoặc là sử dụng các thao tác về đồ họa cơ bản này thì chúng ta nên sắm cho mình một con chuột để có thể có được cái sự di chuyển tốt nhất nhá. Cuối cùng thì thời lượng pin là điều mà rất nhiều người quan tâm khi lựa chọn tìm hiểu hoặc mua những chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này đây. Và với chiếc laptop Inspiron 5420 thì được trang bị viên pin 4 cell 54Wh cho một cái thời gian sử dụng khá là ổn. Tuy nhiên nếu mà nghe quảng cáo của nhà sản xuất thôi thì chưa đủ mà chúng ta cần phải sử dụng cái trải nghiệm cá nhân nữa. Thì theo tôi thì nó sẽ chỉ linh động được trong khoảng 5-6 tiếng sử dụng thôi. Và mọi người hoàn toàn có thể cân nhắc nhá, đặc biệt là những người mà phải sử dụng nhiều những cái tác vụ đồ họa giống như tôi, dân báo chí truyền thông, thì chúng ta cũng nên cân nhắc một xíu về vấn đề pin này nhá.
Trên đây là những chia sẻ của Phương Ly về chiếc Dell Inspiron 5420. Tổng quan lại thì tôi thấy rằng là những bạn 2K5 nào mà có nhu cầu học tập này, những tác vụ văn phòng này, giải trí ở mức cơ bản đến mức khá tốt thôi, mà muốn có một chiếc laptop tiết kiệm kinh phí thì đây là chiếc laptop rất đáng để cho các bạn click vào giỏ hàng đấy nhá. Và bên cạnh đó thì đừng quên theo dõi kênh của Nguyễn Đức Laptop để tiếp tục được gợi ý những con máy ngon, bổ, rẻ tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!